Nền kinh tế của Ấn Độ là một trong những cái nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới. Ở Ấn Độ thì sự phân biệt giai cấp rất là rõ rệt luôn, người giàu riêng và người nghèo riêng. Ấn Độ là một quốc gia nằm ở khu vực Nam Á các bạn, và hiện nay dân số của Ấn Độ là đứng thứ 2 trên thế giới, hơn 1,3 tỷ dân. Các bạn ước tính thì dân số thế giới khoảng hơn 7 tỷ người, thì Ấn Độ là khoảng hơn 1,3 tỷ dân. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là 2 giờ sáng và Bùi Hồ mới vừa làm thủ tục xuất cảnh xong. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái chuyến bay từ Việt Nam sang đất nước Ấn Độ xa xôi. Và khi sang đất nước Ấn Độ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về những cái văn hóa, ẩm thực, đường phố ở Ấn Độ, cũng như là đi theo dấu tích của Đức Phật Thích Ca hay cô bác quý anh chị. Và cuộc hành trình cũng khá là dài. Mời cô bác quý anh chị sẽ cùng với Bùi Hồ sang một đất nước Ấn Độ xa xôi ha. Sau hơn 3 tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh bay đến đất nước Nam Á, đó là Ấn Độ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay Kolkata. Đây là một cái thủ đô trước đây của đất Ấn Độ. Hiện nay thủ đô Ấn Độ đó là New Delhi các bạn. Bây giờ Bùi Hồ sẽ thực hiện đón chuyến bay từ Kolkata cho đến lại Varanasi. Và sau đó thì sẽ quay cho các bạn về đường phố, ẩm thực cũng như là văn hóa, tôn giáo ngay tại nơi đó. Khi chờ đợi để mà check in thực hiện một cái chuyến bay nói tiếng thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ một chút xíu về đất nước Ấn Độ luôn. Ấn Độ là một quốc gia nằm ở khu vực Nam Á các bạn, và hiện nay dân số của Ấn Độ là đứng thứ 2 trên thế giới, hơn 1,3 tỷ dân. Các bạn ước tính thì dân số thế giới khoảng hơn 7 tỷ người, thì Ấn Độ là khoảng hơn 1,3 tỷ dân. Và nền kinh tế của Ấn Độ là một trong những cái nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới. Ở Ấn Độ thì sự phân biệt giai cấp rất là rõ rệt luôn, người giàu riêng và người nghèo riêng. Và ở Ấn Độ có một điều nữa các bạn đều biết là Đức Phật Thích Ca thì thành đắc đạo ở Giác Ngộ và đắc đạo ngay tại Ấn Độ. Tuy nhiên ông được sinh ra thì ở nơi Ban. Mọi người đều biết Ấn Độ là một cái đất Phật. Tuy nhiên thì ở Ấn Độ thì đạo Hindu chiếm đa số, đó là Hindu giáo hay còn gọi là Ấn Độ giáo với hơn 90%. Và bây giờ để tiếp tục hành trình đó thì Bùi Hồ sẽ ngồi nghỉ ngơi tí xíu để khoảng ăn sáng, rồi sau đó sẽ 12 giờ trưa sẽ thực hiện một cái chuyến bay nó từ Kolkata về Varanasi của Ấn Độ ha. Một tiếng đồng hồ nữa thì mình mới tới thành phố Varanasi. Và bây giờ mình sẽ vô đây kiểm tra hành lý để thực hiện chuyến bay nội địa các bạn. Sau một thời gian dài chờ đợi thì bây giờ mình cũng sẽ lên chuyến bay nổi tiếng để chuyển đến Varanasi. Nơi đây thì mình sẽ bay khoảng hơn 1 tiếng nữa. Sau một hành trình hơn 2 tiếng đồng hồ thì mình đã đáp đến cái thành phố Varanasi nè mọi người, ở nước Ấn Độ. Mình thì cũng được cảnh báo rất là nhiều về cái tình trạng là những người tài xế taxi hay là xe ôm sẽ chèo kéo khách và mặc cả cái giá, thậm chí là bị được cảnh báo về cái tình trạng mà người dân ở đây chặt chém á. Cũng vậy hiểu thôi, vì với dân số là hơn 1 tỷ dân thì ở đất nước này cũng có khá là nhiều lộn xộn luôn. Ở đây là những cái chiếc xe túc túc giống như lúc trước mà Bùi Hồ đi ở bên Thái Lan hay là ở bên Lào hoặc là Campuchia. Ở trong kia là một cái sân bay các bác quý anh chị, sân bay ở thành phố Varanasi. Nếu như mà đi đến Ấn Độ mà chưa đến Varanasi để ngắm sông Hằng bình minh nè, đó thì coi như là chưa đến Ấn Độ ha. Và bây giờ mình sẽ kiếm một chiếc xe mình đi tiếp tục. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Varanasi, một thành phố cổ của đất nước Ấn Độ. Chiều hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị dạo một vòng. Với Bùi Hồ cũng như là thưởng thức một cái ly nước mía tại Ấn Độ là như thế nào ha. Thấy mà trước cái xe nước mía nó khổ lắm, khổ giống như là xe bán cổ ngày xưa chạy có bán cái qua đây ha. Anh này mình đã đen rồi, anh còn đen hơn mình nữa. Cái người ạ lắc đầu á. Ở đây á, thì cái tình trạng một là chèo kéo về mua bán nè, hai là nạn móc túi nè, rất là nhiều cái tai nạn xảy ra trên đường phố như thế này. Nên thành thử cô bác anh chị thấy Bùi Hồ vải đồ lên cảnh như thế này nè, cái túi phải đeo để ngoài trước. Tại vì người ta nói rằng đi Ấn Độ mà cái túi mình tiền ở ngoài trước là tiền của mình, túi ngoài sau là tiền của người ta đó. Nên là phải đeo như thế này cô bác thấy luôn. Kế bên mình á, thì có một cái anh này, anh đang bán hàng quà lưu niệm đó. Anh đang cố tình tiếp cận anh em mình để mà chèo chéo mua được cái món quà của anh Cruz. Thấy không, thấy không? Ở xe nước mía này là đầy rẫy là ong không nha các bác quý vị. Những cái con ong mật á, những cái ong mía á, thậm chí là có những cái con ruồi nè. À, đây đây. Đây là 20 ruby thì nó tương ứng với khoảng là 6.000 tiền Việt Nam. Rồi bây giờ có lẽ là đây, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bán cái tiền đồng hồ vô trong đây luôn ha. Một cái ly nước mía ở này có giá là 6.000, không bao gồm đá. Rồi bây giờ mình sẽ cầm. Mời cô bác quý chị thưởng thức với Bùi Hồ ha. À, nước mía nó rất là ngọt. Nói chung là phải nói là cũng khá là ngọt. Và không biết thì về độ vệ sinh an toàn thực phẩm thì ở đây không biết như thế nào. Tuy nhiên thì trước mắt mình thấy nó ngọt trước rồi. Ngọt kiểu ngọt đậm luôn các bác anh chị, rất ngọt luôn á. Trước khi mình đến đây các bác anh chị thấy cái trán của Bùi Hồ nó được chấm đỏ là những người theo đạo Hindu á. Họ gặp mình sẽ chấm một cái chấm đỏ lên tình trán để cầu một sự may mắn hết trong một ngày, buổi sáng này cũng như là buổi chiều. Phong đang bị cái anh này ảnh chèo kéo. Lúc đầu ảnh nói là cái con kia là 230.000, 300 ruby, có nghĩa là 300.000 tiền Việt. Thì cứ đi theo suốt luôn á cô bác quý vị. Cút này. Hôm qua giờ dạo chơi chưa? Được. Cầm giúp em này, mua điện đèn đấy. Bây giờ chắc có lẽ anh theo mình nhiều quá. Cho nên anh mua cho anh một con chim gõ kiến. Con này nhiêu? How much? 3 ruby. 3,000 ruby. Discount. 2,000. Ồ, 290 luôn trời. Anh đòi nhiêu? Lúc đầu anh đòi nhiêu? Anh đòi 10 đô la. 10 đô. 10 đô rồi bây giờ đòi 200 ruby hả? Bây giờ còn 200 mà cũng được. Biết nãy mà nói 100 cho. 2,000. Một one. Không lấy một cái mà à. One. No. 500 rồi, lên 500 rồi. Không lấy cái gì. 2,000 one more. Yes. 200. No profit. Okay, 500 rupees. 500 rupees. Okay, 500 rupees. Good size, nothing much. 500. Ah. Ning Bangla. 200. Yes, can I? Ah. Yes. 500 good size. Okay. I jam. Let's. Ah, okay. Yeah. Let's. I jam. 100 more. Okay, I jam. 100. I jam. Okay. Push. Order. Không chịu. Là lúc đầu con này là nhiêu? 10 đô đúng không? 10 đô. 10 đô là 230. 240 ngàn. 60 ngàn tiền Việt Nam. Trả lại xuống rồi 60 ngàn. 3 cây đồ. 3 cây đồ 200 ngàn. 3 cây đồ. Vẫn còn hấu. Thôi kệ nó xích. Thôi kệ, nhưng mà vẫn được. Kệ không sao. Rồi bây giờ anh giới thiệu thêm cây quạt nữa rồi. Nhiều. Anh này anh dữ quá. Rồi anh bên kia anh giới thiệu cái chuông. Cái chuông này hồi xưa mình mua ở Nepal, giá nó còn như ta. Hồi đó mua 5 Buddha. Nhà mình còn mấy trái nè. Thôi bao nhiêu đó được để mấy ảnh sẽ lại ngã giá xuống. Mình đi chỗ khác đi anh. À, ok. Đây là bánh Momo. Còn này là một cái chiếc xe của Ấn Độ nè. Em đặt quạt cái chuyện này. Nice. Thật là cảm động. Đây là một cái món đặc sản ở đường phố của người Ấn đó cô bác anh chị, có tên là Momo. À. Momo. Dạ. Ồ, nhìn cái chảo à. Anh đặt phát này và mình mua cái món Momo. Và mình thấy cái chậu dâu đi khui. Và đây là một trong những món đặc sản của Ấn Độ. Anh này bóc tay chuyên nghiệp luôn á. Cái tay của anh mình bỏ cái chảo dầu nữa ở Việt Nam mà các bạn nói là dầu mà cô bác quý chị nói dầu chiên đi chiên lại là không sử dụng đúng không? Ở đây là chiên không cái chảo nó còn đen hơn là cái gì nữa. Mà đây là cà ri đúng không? Cà ri. Đường xá Ấn Độ mà phải nói là món gì mà không có cà ri thì coi như là không phải là món của Ấn Độ. Cá ớt mà. Tỏi. Ở Ấn Độ thì họ sẽ ăn bóc nha cô bác anh chị, và đặc biệt là bóc bằng cái tay phải. Những cái món như thế này thì các bạn mà bao tử yếu thì cũng không nên ăn. Đặc biệt mình cũng rất là ngại. Hình như là họ hấp lên rồi sau đó là họ sẽ chiên. Xong rồi mới bỏ vô chiên. Đúng rồi. Momo là hấp với lại chiên riêng đúng không? Nhưng mà không để thiếu nước chấm và cà ri. 20 rupi 2 cái. Muốn trải nghiệm ẩm thực Ấn Độ mọi người có thể đến các thành phố lớn như là Mumbai, Varanasi, hoặc là thủ đô New Delhi. Đúng rồi, cũng có nhân đúng không? Mà đa số là thanh niên nhiều hơn. Ở đây thì thanh niên họ buổi chiều họ không có dùng bia rượu, do là phần lớn người dân theo đạo Hồi và đạo Hindu nên người dân họ sẽ không uống bia rượu nhiều. Chiều họ tập trung ở trên những cái đường phố để họ thưởng thức ẩm thực của họ. từng đường phố có tên món ăn, có tên rất là nổi tiếng, đó là Momo. 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 Yeah. Taste? No. No, no, no. Đây thêm một cái món nữa mà đối với Ấn Độ thì chắc là lẽ mọi người sẽ thấy sự lạ lẫm từng cái loại ẩm thực. Ngồi những cái món chiên thì họ có những cái món rất là đơn giản, rất là thuần, nhưng mà không hiểu tại sao họ tự nhiên là phức tạp lên. Ví dụ như là đây dưa leo này, họ sẽ sắc nhỏ gọt ra hết và sau đó sẽ bỏ thêm. Bây giờ em mua cho anh chả bắp anh ăn trong việc anh đem nhảy lên trục thì nó mới đúng. Bắp là bắp nướng hả? Cái bắp nướng em ăn trong việc đem nhảy. Thật ra là họ cố tạo cái món mình cho nó kỳ công thôi. Chứ thật ra nó cũng chế biến đơn giản thôi. Ok. Vậy là xong rồi đó. À, Phong kêu làm cái khác. Đây là cái món mà mình làm sao ta? Không biết món gì hết. Dưa leo gọt thôi em. Dưa leo gọt chấm muối là ăn à. Rửa. Món này là khoảng 5.000 tiền Việt Nam nha. Vậy là xong rồi đó. Đu đủ dưa leo đúng không? Dưa leo, đu đủ. Món này là 20 ruby thì khoảng 6.000 ha. 6.000. Đâu em đưa coi những gồm những cái gì? Được 4 miếng dưa leo, chỉ có một trái thôi. 4 miếng đu đủ. Chị làm nè, làm món mới cho mọi người coi nè. Nhưng mà anh coi và anh thấy thích ở Ấn Độ là họ gọt ngược vô cái dao, ngược vô cái mình của mình á, đúng không? Nó là một cái phần mới đu đủ. Đây là trái cái chén. Mình là sắc xuống thôi, này là cô là sắc lên, ngược lên. Không biết nước này cô rửa là bao nhiêu lần rồi. Đợi trang trí nha, cho nó xong nó đẹp rồi mới bán nha. Okay. One more, yes. Họ cho thêm hay sao? Đâu, em bảo thêm nữa một cái nữa. No. Finish. Okay, good. That's good. Two only. No. We have no time. À, em đưa bao nhiêu? 100. Ok, 1, 2, 3 đủ rồi. 20. Hai dĩa này là của mình hết đúng không? Cho mình một cái này hả? Một cái này thôi. Cái này là mới làm cho nên là ăn không? Ok. Đu đủ chén. Chén đu đủ. không khác gì đồ ăn Việt Nam. Nhau mà. Nhưng mà làm màu mè hơn à? Dưa leo giòn hơn. Một lần anh ngâm cơm, một lần ngâm nửa quả ten cơm. Ngon. Này nè, dưa leo thì giòn. Giòn. Thiệt ra dưa leo chỗ nào cũng như nhau hết. Dưa leo ở đây ngon hơn. Dưa leo ở đây ngon hơn. Giống như dưa chuột ở Việt Nam á. Một chén vậy cũng được, giác mềm. Hay ở một số nơi khác thì người ta sẽ cho tăm hoặc là ghim, đồ ghim, nhưng mà ở Ấn Độ là mình phải chơi nguyên thủy vậy nè, bóc luôn. Rửa không có sạch dính miếng cát. Dính cát. Anh cũng mới dính cát. Ừ trời. Đây chị một mình chị mà hai quầy luôn anh đâu. Rồi bóc luôn. Bán vậy mà còn chưa đủ nuôi con nữa mà. Ở bên đây là tay chị nướng bắp nha. Cái bắp nó đen nhẹm luôn, nó khét nghẹt luôn á. Có nghĩa là khi mà ai mà 2-3 khách mà bu bên kia là bên này trái bắp nó khét liền. Ở Ấn Độ thì phải nói là xứ sở của cà ri cô bác anh chị. Ăn gì họ cũng để cà ri vào cả. Thậm chí là một số mà người mà từ Ấn Độ, từ Việt Nam mà sang Ấn Độ á, đi khoảng 10 ngày thì người của mình có thể là ám mùi cà ri luôn. Và đặc biệt là cà ri của Ấn Độ thì nó không giống như cà ri ở Việt Nam tí xíu nào á. Cái mùi của nó là mùi hăng, mùi cây, mùi nồng rất là khó chịu. Và khi đến những cái đường phố Ấn Độ này á, thì cô bác quý anh chị phải nên cẩn thận nè. Đặc biệt là nam nhi á, nam thì họ cũng không sao, nhưng mà nữ á, thì đi phải từ 2-3 người. Và đặc biệt là những cái tình trạng mà chèo kéo nè, rồi nói thách giá nè, nữa cô bác quý anh chị. À, bây giờ họ chèo kéo. Họ nói là một cái tượng Phật đó là 100 ruby thôi. Nói với Ấn Độ thì chúng ta phải nói đến một cái bộ phim đó là Cô Dâu 8 Tuổi. Một cái bộ phim rất là dài tập. Những cái slow motion của Ấn Độ thì phải nói là không có ai mà bì bằng. Và Ấn Độ thì thứ hai là về ẩm thực của Ấn Độ là một trong những cái đất nước ẩm thực khó ăn nhất thế giới. Người ta nói đi đến Ấn Độ là đất nước mà khó ăn nè, rồi chỗ ngủ cũng khó nè. Đó, đủ thứ khó. Người ta nói là đi Ấn Độ, đi nước khác rồi hả đi Ấn Độ. Đây, nơi đây mọi thứ nó đều khó khăn hết. Đây là một cô nướng bắp ngay tại một cái đường phố của Ấn Độ nè.